những khúc sông uốn lượn quanh co theo địa hình núi non hiểm trở. Những cánh rừng đại ngàn trải dài qua điệp trùng núi cao, vực sâu. Đó là dấu ấn đầu tiên đối với người đã từng đi qua các vùng rừng núi ở tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên kỳ thú như Pù Luông, Pù Hu, Xuân Liên hay Vườn Quốc gia Bến En. Tuy nhiên, do cấu tạo địa chất cũng như địa hình và đặc thù thời tiết khác nhau, nên mỗi nơi lại có nét độc đáo về đa dạng sinh học của riêng mình. Rừng đặc dụng Pù Hu trải dài qua những vực sâu, qua dòng sông Mã hiểm trở, đã đi vào sử sách, rồi đôi khi lại bao trùm nên những ngọn núi có độ cao hàng ngàn mét so với mực nước biển, để rồi từ đó tạo nên quần thể các hệ động thực vật độc đáo của miền rừng Tây Bắc xứ Thanh. Rừng đặc dụng Pù Hu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu có diện tích hơn 28.476 ha, nằm trải dài từ huyện Quan Hóa sang huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng là hơn 24.200 ha, phần còn lại là rừng sản xuất và đất lâm nghiệp. Hệ sinh thái của rừng đặc dụng Pù Hu rất đa dạng, với 1.725 loài thực vật, trong đó có 52 loài trong sách đỏ của Việt Nam. Đối với động vật, rừng Pù Hu hiện có 915 loài động vật, trong đó có 79 loài có tên trong sách đỏ của Việt Nam. Đây được coi là một trong số ít các khu bảo tồn thiên nhiên có hệ sinh thái đa dạng của vùng Bắc Trung Bộ nước ta. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là được thành lập năm 1999, thì cho đến hiện tại là đã được 24 năm. Trong 24 năm qua thì là chúng tôi cũng đã ghi nhận được là cái sự tăng lên về cái số lượng cả cái các loài thực vật và cả loài động vật. Về thực vật, tức là khi mà mới thành lập khu bảo tồn là chúng tôi là điều tra được có 894 loài thực vật, nhưng mà cho đến hiện tại là đã tăng lên được 1.725 loài, đã tăng lên được hơn 800 loài. Về khu hệ động vật thì hiện tại là có 915 loài, mà so với lúc ban đầu lúc thành lập khu bảo tồn là có 508 loài. Như vậy thì qua hơn 20 năm, tức là cái số loài động vật cũng đã tăng lên được 407 loài. Một trong những điểm hấp dẫn của rừng đặc dụng Pù Hu đó là cùng với việc bảo tồn các loài động thực vật hiện hữu, thì từ điều kiện thuận lợi của khí hậu, thổ nhưỡng và môi trường sống nơi đây đã giúp cho hệ sinh thái ngày càng đa dạng. Trong đó, số lượng các loài động vật và thực vật cứ tiếp tục xuất hiện mới và sinh sôi, phát triển ngày càng trù phú hơn xưa. Theo quy hoạch phân khu, vùng rừng đặc dụng là vùng lõi và được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi sự tác động của con người đối với các hệ động vật, thực vật nơi đây đều bị nghiêm cấm. Ngay cả người dân nếu không có nhiệm vụ cũng không được phép vào rừng tự do. Còn đối với vùng đệm, hay còn gọi là vùng rừng sản xuất nằm phía ngoài, dù có các hộ dân sinh sống xen kẽ, đồng thời người dân được phép khai thác nguồn lợi từ rừng thì cũng đều phải tuân thủ theo quy hoạch. Ví dụ như mỗi khu vực đều được chỉ định trồng một số loại cây, nuôi một số loại con nhất định nhằm tránh tác động đến sinh thái tự nhiên bên trong rừng đặc dụng. Sau khi mà thành lập khu bảo tồn thì là chúng tôi tập trung vào là quản lý bảo vệ rừng và phục hồi cái môi cái sinh cảnh sống cho các loài thực vật. Từ đó là cơ bản là cái sinh cảnh sống của các khu hệ động thực vật là được mở rộng. Như về các loài thực vật thì rừng rua tăng nguyên rừng được phục hồi, và thông qua các cái cuộc điều tra đánh giá tỉ mỉ thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra thêm rất là nhiều cái loài đặc hiệu quý mà trước đây thành lập khu bảo tồn chưa phát hiện ra. Rồi về cái khu hệ động vật, chúng tôi cũng do cái sinh cảnh sống, cái ngôi nhà của động vật được mở rộng và cái nguồn thức ăn nó được phục hồi, như vậy thì nó cũng đã tăng lên đáng kể. Cái kết quả điều tra bằng máy vệ ảnh trong cái thời gian vừa qua là cũng đã ghi nhận được cái sự xuất hiện của một số cái loài động vật đặc hiệu quý, ví dụ như các loài mang, các cái loài gấu thì cũng đã xuất hiện trở lại tại khu bảo tồn. Điều đó là minh chứng cho cái việc là cái tài nguyên động thực vật
rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu ngày càng được phục hồi. Từ xa xưa, trong những giai đoạn truyền miệng của người dân xứ Thanh, hay thậm chí là cả trong một số tác phẩm văn học dân gian, cũng lưu trữ nhiều câu chuyện kỳ bí về rừng sâu, nơi thượng nguồn sông Mã. Dòng sông Mã hiền hòa, trong xanh suốt mùa khô kia sẽ bất ngờ trở nên hung dữ với dòng nước đục ngầu chảy quần quận về xuôi, sẵn sàng cuốn theo tất cả những gì cản trở dưới lòng sông. Rồi khi rời xa sông Mã để chinh phục rừng xanh thì vẫn còn đó những kinh nghiệm được các đồng bào người Mường, người Thái, người Mông đúc kết qua biết bao thế hệ đi trước truyền lại. Sức hấp dẫn của rừng Pù Hu đã khiến những người làm chương trình Thiên nhiên Việt Nam tìm về và khám phá. Bắt đầu từ đây là thuộc rừng đặc dụng của Pù Hu rồi đúng không? Hay là còn đi nữa? Bắt đầu từ đây lại sang vào rừng đặc dụng. Dạ. Thế khu rừng này thì nó có những cái gì nó đặc trưng ạ? Cái này đặc trưng thì nứa và cây gỗ, nó đan xen. Nứa, gỗ, đan xen có gỗ. Có cả giang. Dạ. Gỗ thì nó gồm những cái... Gỗ thì ở đây thì cây chủ yếu trong cái khu này gọi là cây trò xanh. Trò xanh. Cây trò xanh là cơ bản. Và là... Dạ. Là đây là cái tuyến mà mình chuẩn bị đi bây vào giờ ấy. Ta đang đi vào đây là cây trò xanh. Vâng, thế còn các tuyến khác thì nó có những cây gì? Các tuyến khác có thể là có vàng tâm, có dồi, rồi có xến mật. Đấy, những cái cây chủ yếu của ta ở đây là như thế. Hoặc những cây xấu. À. Cây xấu thì thường có những cây xấu to. À. Ngoài ra thì trong cái khu này thì nó có các loại động vật gì ấy? Động vật ở đây thì có loại mang. Mang? Dạ. Cái mang thì thường theo cái tiếng địa phương cũng hay gọi là con hoảng á. Hoảng. Ở đây có hai loại mang lớn và mang nhỏ. À. Loại thuộc họ mang quốc. À. Gọi mang quốc là nó có chân, nó có hai cái móng nó đi cắm sâu xuống này, nó không phải cái hạng chân, ba bốn chân như chó, cầy. À. Nó giống kiểu như con trâu bò đấy nào. Đấy, mang quốc là nó như thế. Thế bây giờ trong rừng này mình còn nhiều? Trong rừng này thì loại mang thì đang còn. Còn đếm thì không đếm được, nhưng mà đi thường thường phát hiện các cái dấu chân nó, hoặc là buổi tối nó kêu. Nó kêu thì còn đang, dân còn đang nghe. Áng chừng nó khoảng bao nhiêu? Cái này cũng không áng chừng được. À. Mà nó cũng, tổng đàn của nó đến bây giờ mà nói so với ngày trước nó tăng rất nhiều, bởi vì phát hiện cái dấu chân nó nhiều. Trong 915 loài động vật đang sinh trưởng ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, thì có nhiều loại trước đây đã từng tồn tại. Rồi vì lý do nào đó mà chúng đã di cư. Nhưng những năm gần đây đã có nhiều loài quay về cư trú và sinh sôi với tốc độ nhanh. Có thể kể đến sự xuất hiện của loài mang vó vàng và đặc biệt là mang Lào. Đây là hai loài động vật tái sinh và có tốc độ tăng đàn nhanh nhất trong rừng đặc dụng Pù Hu hiện nay. Kết quả điều tra của các cái chương trình điều tra đa dạng sinh học năm 2022 và 2023 cũng đã ghi nhận được cái sự tồn tại của cái quần thể mang tại khu bảo tồn. Thì ở đây nó chủ yếu là các cái loài mang thường và có cái dấu hiệu của cái sự xuất hiện trở lại của các loài mang Lào. Đây là một cái loài mang rất quý. Thì cái này là cái chúng tôi cũng đã cái điều tra chưa kết thúc, cho nên chúng tôi chưa có cái số liệu cụ thể, nhưng mà cũng đã xuất hiện được là ghi nhận được là sự tồn tại từ 5 đến 8 cái quần thể mang này, nó phân bố rải rác ở trong một số cái khu vực trọng điểm. Không chỉ riêng loài mang mà còn rất nhiều loài động vật khác được xuất hiện trở lại nơi đây sau nhiều năm vắng bóng. Một trong những nguyên nhân giúp cho các loài động vật được tái sinh và tăng trưởng nhanh ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, đó là bởi toàn bộ rừng đặc dụng nơi đây được phân bố trùm qua các dãy núi đất, núi đá cao, xen lẫn suối, sông, tạo nên môi trường sống khá lý tưởng, đồng thời giúp cho việc di chuyển, tách đàn của các loài động vật được dễ dàng và an toàn hơn. Những con động vật đấy thì nó cũng phân bố đều trong cả khu rừng Pù Hu chứ không phải không riêng khu này đúng không? Nó không riêng khu này, bởi vì cái phân bố của cái loài này nó sinh sản tương đối là tốt. Ngoài con đấy ra cũng có thể còn có gấu, gấu ngựa, gấu chó.
và nhiều nhất vẫn là lợn rừng. Lợn rừng trong cái khu này thì đi chỗ nào cũng thấy có. Vết chân nó ra nó phá hoại hoa màu của dân thì nó. Như giờ mình liệu đợt này mình đi thì mình có gặp được những con vật vừa rồi mới anh kể không? Đến bây giờ ta mà đi thì sẽ không gặp. Vì sao? Vì nó ăn theo thời điểm. Ví dụ như gấu nó cũng phải ăn vào buổi sáng. Hoặc là lợn rừng thì khoảng nửa buổi sáng đến buổi trưa là nó ngủ là nó thôi. Do cái đặc tính. Hoặc gà, loại gà tiền với gà lôi thì đến bây giờ nó chuẩn bị sang buổi chiều thì nó chuẩn bị về đứng trú ngụ. Thế còn mang? Con mang thì nó tùy theo loại mùa hoa quả. Thì cái loại này nó lúc thì ăn lá, lúc ăn chồi, lúc thì nó ăn hoa quả. Ví dụ quả cây chám, cây sấu thì nó cũng ăn. Nó tùy theo. Nghe anh giới thiệu như thế cũng thấy rừng Phù Hu mình cũng có nhiều cái thú vị đấy. Chắc là nhà mình tiếp tục cùng với các anh đi. Vâng, xin mời anh nhé. Chúng ta đi. Chúng ta tiến hành. Cái này có vẻ là đi như này là... Đi picnic, đi picnic. Một ngày. Rộng này. Trong đoàn tuần tra rừng hôm nay, cùng với lực lượng kiểm lâm chuyên trách, còn có sự tham gia của các tổ, đội tuần tra, bảo vệ rừng của địa phương. Chính nhờ sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và các chính quyền địa phương, các cộng đồng cư dân bản địa, nên công tác tuần tra bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả hơn. Bởi với lực lượng kiểm lâm mỏng lại có nhiệm vụ bảo vệ diện tích rừng rộng lớn, trải dài qua hai huyện, nên nếu không có sự phối hợp của người dân địa phương thì sẽ rất khó để bảo vệ rừng nguyên trạng theo đúng yêu cầu đặt ra. Để bảo vệ và phục hồi được cái khu hệ động thực vật của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hu là chúng tôi cũng đã tiến hành đồng bộ thực hiện bằng nhiều cái giải pháp. Trước hết là chúng tôi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để người dân là nâng cao được cái ý thức bảo vệ rừng. Từ rồi chúng tôi tổ chức cái lực lượng tuần tra để kịp thời phát hiện các cái vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Rồi chúng tôi tiến hành là điều tra đánh giá để xác định các cái loài động thực vật xem nó hiện tại là nó như thế nào, còn lại bao nhiêu phân bố ở đâu, nguy cơ đe dọa của nó là như thế nào. Rồi là chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động là thu hồi súng săn và tháo dỡ các cái loại bẫy bắt ở trong rừng. Rồi là chúng tôi một cái rất là quan trọng là chúng tôi cũng là hỗ trợ cho cộng đồng địa phương, những người sống ven rừng là các cái hoạt động hỗ trợ sinh kế để nâng cao được cái nguồn thu nhập và giảm cái sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Thì bằng thực hiện tổng hợp các cái biện pháp như vậy thì là cái tài nguyên rừng nói chung cũng như thế là cái khu hệ động thực vật của rừng khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hu nó ngày càng được phục hồi. Sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm Phù Hu với người dân địa phương được xây dựng trên mô hình trạm kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với các tổ, đội tuần tra bảo vệ rừng tại mỗi địa phương. Và mỗi tổ, đội này được thành lập theo từng thôn bản, có sự hỗ trợ từ chính quyền và khu bảo tồn để người dân thấy được lợi ích của việc giữ gìn, bảo vệ rừng tại địa phương. Từ đó, lan tỏa ý thức giữ gìn sự nguyên trạng của rừng đặc dụng tới các cộng đồng dân cư. Hòa chung với đó thì quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên tại địa bàn ổn định thì chúng cháu sẽ đơn vị sẽ thu hút nhiều chương trình dự án. Việc phối hợp giữa kiểm lâm trạm với lại tổ đội bảo vệ rừng các bản thì nó mang lại hiệu quả rất cao, bởi vì người dân ở bản địa phương họ nắm rất rõ cái khu vực, cái địa điểm, cái ở nào những vùng trọng điểm. Họ có thể nắm bắt được thông tin để báo cáo cho mình có thể có những biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm xảy ra. Trước kia thì khi mà chưa có sự quan tâm trực tiếp của bảo tồn với là của tổ đội thì là vẫn còn phát sinh những hộ họ chặt gỗ. Mục đích có thể là họ về làm nhà, thứ hai là có thể họ kinh doanh. Nhưng mà từ khi có chương trình bảo vệ của bên bảo tồn cũng như là kết hợp với ban quản lý bản cũng như tổ đội thì nhận thức của bà con nhân dân sẽ được nâng lên rõ rệt, và tình trạng hiện nay là không còn có các hộ nào mà vào rừng chặt gỗ vi phạm pháp luật vì nó liên quan đến vấn đề an ninh rừng cũng như là liên quan đến quyền lợi, vì giữ rừng là giữ cho chính bà con nhân dân.
rừng đặc dụng Pù Hu nằm trải dài trên nhiều ngọn núi cao và vực sâu. Cũng nhờ sự phân bố đa dạng về địa hình, mà hệ thực vật trong rừng Pù Hu cũng được khu biệt thành nhiều rừng cây chuyên dụng khác nhau. Khởi đầu bên dưới có thể là các loại cây gỗ có giá trị thấp, hay những vạt rừng nứa, luồng, đan xen theo từng địa hình cao thấp. Theo bước chân những người tuần tra bảo vệ rừng, càng lên cao lại càng nhiều loài cây gỗ quý như kim giao, lát hoa, xến mật, trầm hương hay song mật. Có một điều đặc biệt nữa là khi nói đến rừng gỗ quý ở Pù Hu thì không thể không nhắc đến quần thể cây trò xanh được phân bố rải rác trên các đỉnh núi cao. Những cây trò xanh trên rừng đặc dụng Pù Hu có tuổi đời hàng trăm năm với chiều cao lên tới vài chục mét mỗi cây và thường sống thành quần thể giữa các quần thể thực vật khác. Tài nguyên rừng thì loài gì cũng quý giá, nhưng với rừng đặc dụng Pù Hu thì điểm nhấn của tinh hoa phải kể đến những cây trò xanh có đường kính và chiều cao vượt trội, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong hành trình xuyên rừng đặc dụng Pù Hu, sau gần 2 giờ băng rừng vượt núi, chúng tôi đã đến được vị trí của một trong những cây di sản nơi đây. Đây là cây trò xanh. Trò xanh đây ạ? Cây trò xanh là cây trò xanh này, cây di sản trong của khu bảo tồn. Tức là cây này là cây trò xanh. Cây trò xanh. Và đồng thời là cây di sản. Đúng rồi, đúng rồi, là cây di sản. Thì khu này có một quần thể trò. Nó lại gọi là cây di sản. Cây di sản là theo tiêu chí, vòng đo của chu vi. Chu vi của nó thì phải đo chu vi này và chiều cao. Còn cái độ năm thì không tính được, không khoan vào và không kỹ thuật được cái phần này. Nhưng mà mình đo là nó chiều cao với cả chiều rộng đúng không? Chiều rộng của gốc. Thế chiều cao là như cây này khoảng bao nhiêu? Như cây này khoảng đến 60 mét. 60 mét? 5 đến 60 mét. Vâng. Thế còn đấy rộng là chưa nói đến vút ngọn, vâng, cái phần thân của nó đấy. Phần thân 60 mét. Thế các anh nhìn thấy đây, nếu mà ta chụp ảnh, ta quay lên thì đúng là... Mà cái này thì lên trên nó chia thành hai nhánh. Đây. Đấy ta thấy hai nhánh. Vâng. Một nhánh to bên này, một nhánh nhỏ bên kia. Vâng. Mình gọi là quần thể trò xanh à? Nếu mà nói quần thể chỉ cũng có một khu vực thôi, một khu vực nhất định. Còn nếu mà nói cả tiểu khu thì nó không thể rộng hết cả. Còn là của cái chỗ này thôi. Một chỗ này. Vâng. Nhưng mà thấy nhiều cây to mà. Đây thì phần đấy, những cây ta đang thấy đây là cây trò xanh ấy, 1 2 3 4. Cây này cây to nhất. Vâng. Của 4 cây này, còn mấy cây to còn bên kia nữa. Là còn sâu trên nữa. Còn sâu nữa, đi sâu lên kia còn có mấy cây to. Vâng. Còn các cây nhỏ nhỏ này thì đếm thì chắc là cũng không hết. Cây cổ thụ này còn kêu nhỏ. Đấy, em chụp mấy cái ảnh nhá. Trên kia là em thấy là có một số cây kiểu dương xỉ hay gì. Đúng rồi, cây dây leo. Dây leo. Cây dây leo nó bám vào. Tầm gửi. Nó cũng không phải là dạng tầm gửi. Cũng thuộc cái này dây leo. Nó có ảnh hưởng gì đến cái tuổi thọ cây không? Tính mà nói cái cây này thì nó tương trợ giúp nhau. Thế có ảnh hưởng thì có, nhưng mà hỗ trợ bởi vì nó che được cái phần nắng, rồi là nó tạo những cái cây trò khi mà cái phần vỏ mà nó bị hóa đi, nó thành bùn đó, thì nó tạo cho những cây dây leo này nó bám vào nó ăn, nó sống, nó tạo nên cái đa dạng. Để được công nhận là cây di sản phải đáp ứng được các tiêu chí như cây mọc tự nhiên, phải sống trên 200 năm, cao trên 40 mét, chu vi trên 6 mét đối với cây gỗ đơn thân. Cây phải có hình dáng đặc sắc, có giá trị lớn về văn hóa, giáo dục, lịch sử, xã hội, sinh thái và du lịch, được pháp luật cũng như cộng đồng công nhận và bảo vệ. Với cây trò xanh ở rừng đặc dụng Pù Hu, ngoài việc yếu tố nói trên, thì đây còn là loại cây cổ thụ khó nuôi trồng, được phân bố hạn chế ở các vùng núi cao như khu vực phía Bắc. Chính vì thế, việc công nhận cây di sản Việt Nam đối với một số cây trò xanh ở Pù Hu có ý nghĩa cả về bảo tồn sinh học cũng như giá trị tài nguyên, giá trị văn hóa
Năm 2022, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là được Hiệp hội Bảo vệ môi trường Việt Nam là công nhận là cái quần thể cây trỏ xanh là cây di sản. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái tài nguyên rất là quý của khu bảo tồn, và chúng tôi cũng đã tăng cường cái lực lượng để tuần tra bảo vệ nhằm là gìn giữ cái quần thể này, và chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền quảng bá để xúc tiến để giới thiệu về cái quần thể của các cây di sản này, hướng đến coi như đây là một cái sản phẩm du lịch. Và trong cái tương lai, trong cái thời gian tới thì là chúng tôi cũng sẽ xây dựng các cái tuyến du lịch đến cái quần thể cây di sản này để cho du khách có thể lên được ngắm cây di sản này, thì cũng thông qua cái hoạt động du lịch này thì cũng là góp phần nâng cao cái nhận thức cho người dân. Những cây tán thấp giữ ẩm cho đất, giữ cho rừng không bị sạt lở, để cây thân gỗ cao có nơi phát triển bộ rễ khổng lồ. Đồng thời, chính những cây thân gỗ này lại góp phần chắn gió, chắn nắng cho các cây tầng dưới. Đó là cấu trúc đa tầng tán, nơi có những cây trỏ xanh sinh trưởng trong rừng đặc dụng Pù Hu. Và cũng từ lẽ đó, việc bảo vệ từ sớm đã giúp cho Pù Hu có khá nhiều quần thể trỏ xanh phân bố rải rác trong rừng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rừng đặc dụng Pù Hu không chỉ có một cây trỏ xanh được công nhận là cây di sản Việt Nam. Đấy. Em muốn hỏi là cái khu bảo tồn Pù Hu của mình thì là có nhiều cây di sản như này không? Vâng, báo cáo anh thì khu bảo tồn nhân Pù Hu tất cả có 6 cây di sản. 6 cây cơ? 6 cây trỏ xanh. Vâng. Di sản. Vâng. Đều trỏ xanh hết à? Vâng, đều trỏ xanh. Vâng. Thế nó ngoài cây này ra thì các cái kia nó ở đâu? Ngoài ở cái khu vực của tiểu khu 43 đây thì hiện tại đây là có 4 cây. 4 cây. Vâng, còn 1 cây ở tiểu khu 72 với là 1 cây ở tiểu khu 42 nữa. À. Vâng. Nghĩa là khu mình đang đứng lên là tiểu khu 43. Là tiểu khu 43. Vâng, là nhiều nhất là 4 cây. Vâng, nhiều nhất 4 cây. Thế còn các, nhưng mà các cái cây di sản thì xung quanh cũng nó là một số cây cũng cỡ vừa như cái này đúng không? Vâng, hắn cũng nằm đúng như thế này luôn. À. Các cái cây liền kề hắn cũng to gần bằng hắn, nhưng mà hắn chưa đạt thôi, còn cái cây nào đạt là... Nghĩa là lâu nay mình hiểu mô hình là như này nhưng nó ở một địa điểm khác thôi. Vâng, hắn cách nhau khoảng độ 6-70 mét gì đấy. Vâng, địa điểm khác trong cái tiểu khu của mình thôi đúng không? Vâng. Vâng. Chắc bây giờ anh em mình lại di chuyển tiếp đến khu vực khác lại nhỉ? Đến một địa điểm khác. Vâng. Đại ngàn mênh mông, rừng sâu thăm thẳm. Càng đi sẽ càng thấy nhiều thú vị bất ngờ được tạo nên bởi thiên nhiên hoang dã. Từng nhánh cây hay mỗi chiếc lá sinh tồn trong rừng đặc dụng Pù Hu đều là sự ban trao của tạo hóa. Những bước chân tuần tra của lực lượng kiểm lâm và tổ đội bảo vệ rừng vẫn miệt mài băng suối, vượt đèo để đến với tài nguyên thiên nhiên. Núi rừng Pù Hu là quần thể các núi đất xen lẫn núi đá vôi. Và như một lẽ tự nhiên, nơi nào có núi đá vôi, chắc hẳn sẽ có những hang động kỳ bí đang chờ bước chân của người ghé qua. Rừng Pù Hu không ngờ nó lại nhiều cái thú vị. Nhưng mà em đang thắc mắc là cái rừng khu bảo tồn Pù Hu mình rừng núi đá vôi các thứ nhiều như này thì liệu nó có khu nào có hang động không? Anh có hỏi về cái hang động á, thì hang động trong cái khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu có nhiều hang, nhưng mà một số hang nó cũng nổi bật và một số hang nó cũng chưa nổi bật. Vâng. Ví dụ gần đây nhất có hang Pha Khao, rồi hang Dùn, rồi hang Dùn, hang Dùn, vâng. Hang Dùn, rồi là hang Ma. Vâng. Hang Mó Cúng, đấy có một số hang là như thế. Những cái hang đấy nó có gì độc đáo không? Các hang đấy thì cơ bản hang đá và nó có các cái nhũ, rồi có những hang thì có một tầng, có những hang hai tầng, có những hang phải leo lên trên và có những hang phải tụt xuống. Tức là kiểu tầng trong quà đấy là có tầng trên tầng dưới. Vào cửa hang xong lại nó sẽ chia từng lối một. Đấy, từng lối các ngã đi khác nhau. À, em hiểu rồi. Đây là tầng đấy nhỉ? Đấy, cái tầng là nó như thế. Thế thì bây giờ mình đi thăm hang này không? Bây giờ cũng giữa chiều rồi nhưng mà chắc là vẫn cố kịp. Được, được. Bây giờ ta đi vẫn kịp mà. Vẫn anh kịp. Nếu mà anh mà nhiệt tình cảm thấy còn đang hưng phấn thì ta đi. À, bây giờ ta là ta đi. Đúng rồi, ta vẫn đi xuống những đến hang ta sẽ. Đến hang thì bây giờ okay, mình chọn cái hang nào gần nhất thì mình đi. Bây giờ chỉ có hang Dùn. Hang Dùn. Hang Dùn nó vừa gần và vừa nó sinh động. Vâng. Nó cái cảnh quan nó đẹp. Vâng. Nó phù hợp với những cái trong cái thiên nhiên.
Tôi thấy chắc là mình cố gắng đi nhỉ. Rồi. Rồi. Thế cảm ơn các anh đã hỗ trợ anh em xong ha. Chào nhá. Chuyến đi nhá. Dạ. Các đồng chí thôn bản. Dạ. Rời Đại Ngàn với những cây di sản Việt Nam, chúng tôi vượt qua sông Mã, xanh trong mùa nước cạn, để đến với một trong những hang động trong rừng đặc dụng Pù Hu. Cũng là hang động trong lòng núi đá, nhưng mỗi miền, địa chất với đặc tính khí hậu khác nhau chắc chắn sẽ tạo ra cấu trúc hang động khác nhau. Và đây là một trong số các hang động ẩn sâu trong rừng Pù Hu. Đây là hang dùn đây đúng không anh? Vâng, đây là hang dùn anh ạ. Địa phương của địa phương chúng ta đây gọi đây là cái hang dùn theo cái tiếng của địa phương. Thế cái hang này nó có cao không? Độ cao của nó hơn 300 mét so với mặt nước biển. Hơn 300 mét so với mặt nước biển. Anh ơi, thế nhưng mà cái chiều sâu của hang này nó còn lớn không? Chiều sâu thì lâu nay cũng chưa đo, chưa có người nào đo, nhưng mà ta muốn đi vào được vào trong hang cho nó hết thì ta phải dùng đèn pin. Dùng đèn pin thì ta đi để cho nó xem các phong cảnh phía trong. Đi mất bao lâu rồi? Đi khoảng 15-20 phút thì là đến cuối hang. Với là nó tùy cái mức độ mình đi nhanh hoặc đi chậm. Có người nào đi nhanh thì nó sẽ nhanh, người đi chậm nó sẽ thời gian nó kéo dài hơn. Vậy thì cái đặc thù của cái hang này, hang dùn này nó có gì khác so với những cái hang động khác ở đây? Hang dùn ở đây thì nó có các cái nhũ đá. Nhũ đá. Ngoài các nhũ đá nha thì có các cái kẻ hang rồi nó chỗ lồi lõm nó thế. Và có những đoạn mình phải đi lên và có những đoạn là phải đi xuống. Dạ. Bây giờ chắc mình đi vào tham quan. Bây giờ ta đi được, mời các anh. Hang dùn thuộc bản En, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa và cũng nằm trong khu vực bảo tồn của rừng Pù Hu. Vì là hang động nằm trong khu bảo tồn nên nơi đây vẫn còn nguyên sơ như thuở nào. Kết cấu của hang dùm khá độc đáo khi có hai tầng hang đi theo hai hướng khác nhau, đồng nghĩa với việc người đi sẽ ra hai cửa hang khác nhau. Trong đó một cửa sẽ leo lên đỉnh núi và cửa còn lại sẽ đi sâu xuống lòng đất và ra phía chân núi. Rừng đặc dụng Pù Hu rộng lớn, bao quanh đó là rừng sản xuất và đất lâm nghiệp của người dân bản địa. Chính vì lẽ đó, để bảo tồn và phát huy giá trị của rừng đặc dụng thì không thể tách rời với đời sống kinh tế của người dân bản địa. Do đó, xã hội hóa công tác bảo vệ rừng để phát triển kinh tế địa phương đang là hướng đi được khuyến khích đối với các vườn quốc gia hay các khu bảo tồn thiên nhiên hiện nay. Chúng tôi đã xây dựng được cái mối quan hệ hợp tác rất là chặt chẽ và gần gũi với cộng đồng địa phương. Là chúng tôi thứ nhất bên cạnh cái hoạt động tuyên truyền, chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động hỗ trợ cho sinh kế, thực hiện các cái mô hình về các cái trồng cây rồi nuôi con đặc sản rồi hỗ trợ người dân địa phương trong việc tiêu thụ sản phẩm để người dân nâng cao được cái nguồn thu thì nó giảm sự phụ thuộc vào cái tài nguyên rừng. Thì bên cạnh đó là chúng tôi cũng đã thực hiện là cái giao khoán các cái bảo vệ rừng cho người dân bằng các cái chương trình đầu tư của nhà nước cũng như thế là cái dịch vụ môi trường rừng rồi các cái dịch vụ carbon. Thì từ đó là người dân là cũng đã có được cái nguồn thu từ các cái hoạt động này để nâng cao được cái cuộc sống. Và song song với những cái việc đó là chúng tôi cũng có những cái hoạt động chia sẻ, ví dụ như cùng với người dân địa phương là xây dựng một số các cái mô hình, ví dụ như trồng dược liệu dưới tán rừng. Đây là một cái hoạt động chia sẻ lợi ích. Khi mà người dân tham gia bảo vệ rừng thì người dân phải được cái lợi ích từ trong đó, thì nó mới gắn chặt cái sự tham gia của người dân địa phương với cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng thời tiết bất thường, hạn hán, lũ lụt, mưa bão đã và đang bào mòn nguồn lực xã hội. Vì thế, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển bền vững đang là hướng đi hiệu quả để giữ gìn sự cân bằng sinh thái, giúp cho nhiều loài động vật, thực vật có môi trường an toàn để tái sinh và mở rộng diện tích. Rồi từ đó, con người có thêm cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang dã giữa cuộc sống ngày càng hiện đại hơn.